Tuần qua, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 4 người. So với tuần trước thì số vụ tăng 7 vụ, số người chết tăng 5 người. Tổng số vi phạm đã xử lý 1.083 trường hợp, tước 109 giấy phép lái xe, tạm giữ 191 phương tiện, với số tiền phạt nộp vào kho bạc là 1.398 triệu đồng.